Triệu Lệ Dĩnh bị chụp lén ảnh tan làm, chỉ một động tác mà cũng khiến fan rần rần vì quá đẹp. Những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tất bật trên trường quay giả mang sinh trưởng để hoàn thành nốt các phân đoạn còn lại. Mới đây, netizen đã chụp được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tung tăng vui vẻ tan làm. Nữ diễn viên hoàn toàn chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự mệt mỏi, chán chường hay buồn bã vì hôn nhân tan vỡ. Triệu Lệ Dĩnh giữ nguyên mái tóc xoăn buông dài vốn là tạo hình trong phim Giả Mang Sinh Trưởng. Cô nàng được da trắng bằng áo khoác dáng dài trông khá ấm áp. Khi bước đi, Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ nhắn tin với một ai đó. Nụ cười tươi rói trên môi càng khiến cho ngôi sao Minh Lan truyện xinh đẹp hơn. Netizen nhận xét rằng tuy đã 35 tuổi nhưng Triệu Lệ Dĩnh trông vẫn rất trẻ trung. Qua ống kính chụp vội mà nữ diễn viên vẫn tỏa sáng thì chứng tỏ nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh không phải dạng vừa. Dù mới vừa trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại ngày một nổi tiếng hơn. Trở lại showbiz sau thời gian dài vướng bận chuyện gia đình, cô nàng đã đóng chính trong 4 phim gồm Hữu Phỉ, Giả Mang Sinh Trưởng, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Ai Là Hung Thủ. Giả Mang Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh có nội dung xoay quanh chuyện khởi nghiệp của người trẻ. Phim kể về Hứa Ban Hạ, người làm công việc thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, Hứa Ban Hạ đã làm nên những điều không tưởng, đồng thời xây dựng vị trí vững chắc trong giới kinh doanh. Việc Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng Âu Hào trong Giả Mang Sinh Trưởng đón nhận nhiều ý kiến trái chiều. Âu Hào thuộc nhóm diễn viên thực lực, có diễn xuất khá tốt. Tuy nhiên nói về mức độ nổi tiếng thì Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa Âu Hào. Vậy nên có khả năng lúc phim phát sóng, Âu Hào sẽ chịu áp lực lớn từ truyền thông và dư luận. Bên cạnh Giả Mang Sinh Trưởng, Triệu Lệ Dĩnh còn có một tác phẩm đang chờ lên sóng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Trong phim, cô vào vai nữ chính Hạnh Phúc, một cô nàng xinh đẹp, kiên cường, độc lập. Dù sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc. Trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, mái tóc được buộc gọn gàng và phong cách trang điểm đơn giản. Với tạo hình này, Triệu Lệ Dĩnh bước đầu lấy được thiện cảm trong lòng khán giả. Mọi người nhận xét là biểu cảm cho đến từng đường nét khuôn mặt của cô cực kỳ hợp với vai diễn. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng với vẻ đẹp trẻ hơn tuổi thường thấy trong các bộ phim trước đây. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, nữ diễn viên cho thấy gương mặt tuổi U35 thực sự trông như thế nào. Cô nàng trông gầy và hốc hác thấy rõ, và điều này trái ngược với khuôn mặt tròn trĩnh và đáng yêu trong những tạo hình trước đây. Vai diễn này cũng không yêu cầu cô trang điểm quá nhiều, mà hầu như các góc máy cô đều để mặt mộc 90%, chỉ đánh một chút son môi. Trái ngược với dòng phim ngôn tình, phim công sở hay phim thanh xuân đang gây hot hiện nay, thì Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lại chọn cho mình một lối đi riêng. Bộ phim được đánh giá là bộ phim theo dòng phim truyền hình niên đại, diễn tả lại quá trình trưởng thành của một cô gái thôn quê thành cô gái thành thị, được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh Thu Cúc Đi Kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã tái hiện lại cuộc đời của cô gái Hạnh Phúc. Hạnh Phúc bước vào cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc cho lắm, cô thường xuyên bị mẹ chồng ức hiếp hành hạ. Sức chịu đựng của con người luôn có hạn, đến một ngày cô cũng đứng lên đòi hạnh phúc cho chính mình. Hạnh Phúc làm đơn ly hôn với chồng đã dấy lên một sự xôn xao nơi làng quê ngõ xóm. Với những thủ tục phong kiến, bất chấp mọi lời đàm tiếu, Hạnh Phúc từ bỏ cuộc sống thôn quê, lên thành phố làm lại cuộc đời. Hạnh Phúc trải qua nhiều lần kiện cáo cùng cuộc sống gian nan, không ngừng thích nghi để trưởng thành, từ một thôn phụ vào thành thị làm công, từ nhân viên quét dọn đến làm quầy lễ tân. Sau khi làm việc bán thời gian, Hạnh Phúc liên tục học hỏi kiến thức pháp lý và gây quỹ mở nhà trọ để làm chủ. Cô dũng cảm, ngay thẳng và không thừa nhận thất bại. Từ một người phụ nữ nhà quê trở thành một bà chủ, Hạnh Phúc từng bước gian khổ, bản lĩnh. Bản tính chính trực, không chịu thua cũng không thỏa hiệp là một tấm gương phụ nữ trẻ thời đại mới.